Liên quan tới hành vi trộm cắp tài sản, Công an thành phố Huế đang làm việc với nhóm 4 thanh niên điều khiển xe mô tô chở 4 người tông vào cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Cụ thể, sáng ngày 25 tháng 5 tại ngã ba đường Nguyễn Công Trứ Võ Thị Sáu, phường Phú Hội, thiếu tá Hoàng Công Tư và đại úy Huỳnh Văn Lũy thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Huế đang tuần tra thì phát hiện 4 thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và che biển số. Khi được yêu cầu dừng xe, 4 người này đã không chấp hành mà đâm thẳng vào đại úy Huỳnh Văn Lũy. Hậu quả đại úy Lũy bị thương tích và các đối tượng bị ngã xe bỏ chạy. Được sự giúp đỡ của nhân dân, tổ công tác đã truy đuổi và bắt giữ toàn bộ nhóm thiếu niên trên. Nhóm này gồm Nguyễn Văn Thêm sinh năm 2003, trú tại tỉnh Quảng Trị, Nguyễn Bá Quang Huy và Nguyễn Đôn Hòa sinh năm 2003, Lê Đại Nghĩa sinh năm 2004, cùng trú tại thành phố Huế. Cơ quan công an xác định Thêm là đối tượng điều khiển xe tông vào cảnh sát giao thông và xe 75L1-8504 do Hòa trộm cắp tại phường Hương Sơn vào lúc 2 giờ sáng ngày 25 tháng 5.